Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 10 đến 11 giờ ngày 30 tháng 10, Tây Ninh ghi nhận 165 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó test dương sàng lọc là 162 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh là 3 ca. Cụ thể, ngoài tỉnh 9 ca, huyện Bến Cầu 62 ca, trong đó An Thạnh 7 ca, Lợi Thuận 36 ca, Long Chữ 4 ca, Long Khánh 3 ca, Long Thuận 2 ca, thị trấn Bến Cầu 5 ca, Tiên Thuận 4 ca, 1 ca đang xác minh địa chỉ. Huyện Tân Châu 36 ca, trong đó Suối Ngô 2 ca, Tân Đông 4 ca, Tân Hiệp 6 ca, Tân Thành 14 ca, Thành Đông 10 ca, Huyện Châu Thành 13 ca, trong đó An Cơ 2 ca, Đồng Khởi 1 ca, Phước Vinh 6 ca, Thái Bình 1 ca, Thanh Điền 1 ca, Thành Long 2 ca. Thành phố Tây Ninh 13 ca, trong đó Bình Minh 5 ca, Hiệp Ninh 1 ca, Ninh Sơn 1 ca, Phường 1 1 ca, Phường 2 2 ca, Vương Ba 1 ca, Tân Bình 1 ca, Thành Tân 1 ca, huyện Dương Minh Châu 12 ca, trong đó Bảo Năng 1 ca, Bến Cũi 4 ca, Trà Là 1 ca, Xã Phan 1 ca, Phước Ninh 4 ca, Trung Mít 1 ca, thị xã Hòa Thành 9 ca, trong đó Hiệp Tân 1 ca, Long Thành Bắc 1 ca, Long Thành Trung 5 ca, Trường Đông 1 ca, huyện Tân Biên 6 ca, trong đó Hòa Hiệp 1 ca, Tân Lập 1 ca, Thành Tây 1 ca, thị trấn Tân Biên 3 ca huyện Gò Dầu 3 ca, trong đó Bầu Đồn 1 ca, Cẩm Giang 2 ca, thị xã Trảng Bàng 2 ca, trong đó Gia Bình 1 ca, phường Trảng Bàng 1 ca. Lưu ý những ca dương tính hiện đang được ngành y tế điều tra truy vết, vì vậy sau khi kết thúc điều tra, thông tin ca dương tính địa chỉ có thể thay đổi. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.